Ahora ya que no construí calle a tipo ese. Ok. Tiene grande ese metro. Ajá. Cumplido es 14. 14, sí. Ahora usted cava mismo así. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Quién también cava mismo? ¿Quién? Sí. ¿Ya entendí? Ajá. Tipo subió tipo ese. ¿Quién? Buena fora. Sí. ¿Quién cocina? Ajá. Cuatro, sana. Sala, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, así, es para como hacer todo bobo, sabe meter mosaico. ¿Con mosaico? No, con mosaico no. Es solo construir y revocar bien. Ya, eso. Pavimento também não, porque vai o mosaico. Vai o chão bruto primeiro. Não sei meter mosaico. Não. Eu não tenho máquina de cortar. Mas vai saber? Sim. Vamos então, arranjar. É uma arranjar. Sim, tá bem. Não tem problema. Yeah. Não tem problema. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Adrian. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Lindo. Mình sẽ đưa chào các bạn. Sí. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Quang Dũng Mùa Đốc Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay anh em mình đây đang đi tìm thợ để cho em Ariano đây, đúng không? Dạ. Anh chú đến giám sát công trình. Dù cũng vui quá, vui nhớ mọi người. Dạ. Chuẩn bị có nhà, chuẩn bị cháu có được nhà rồi, dạ. Nhà mới, dạ. Nhá mọi người. Cho nên là hai chú cháu rất vui mừng, nhá dạ. Mọi người. Được rồi. Okay. Dạ. Chú đến đây là để xem sau này nếu chú rảnh ấy, thì chạy sang đúng không? Chạy đúng qua rồi. Chạy này, nhà gần đây đúng không? Nhà gần đấy, à. Gần đấy luôn ấy. Dạ, làm về đi làm về sớm để chạy sang giúp cháu xem đúng rồi thợ làm thế nào được ưng ý hay không đúng rồi và nhiều khi anh bận anh còn phải vào chài nữa đúng rồi chài nữa dạ vâng và dạ. Nhiều khi anh về muộn này dạ, thì vâng có ạ. Hai em ở đây đúng rồi dạ vâng ạ và hoặc là cuối tuần mời cháu hay là cháu sang nhà ở bên nhà chú hay là chú sang bên nhà cháu ăn cơm để buổi tuần nói chuyện hai gia đình gần nhau là ở một chỗ là quá vui mừng nhá mọi người thật dạ đúng rồi dạ. Và hôm nay mình đang đang hỏi giá cả thợ làm đây dạ. Giá cả thợ xây nhà đây dạ. Xem bao nhiêu tiền dạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ tính theo xây theo mét hoặc là xây khoán hoặc là gì đấy giờ nói chuyện sau đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mình muốn là xây thật đẹp. Dạ. Dạ đúng rồi. Vâng ạ. Không phải là làm xấu không thích. Đúng thế, đúng rồi. Vâng ạ. Dạ. Vâng. Đúng rồi. Xin. Ya entendí bien, ya conocí que ni. Sí, ya entendí. Ya. Ya. Sí. Altura frente y cuatro. Cuatro metros. Cuatro metros. Subí. Ajá. Ok. Lá embaixo, that line. Ajá. É 3 metros. É 3 metros, sim. Cai assim. Ah, entendeu? Aqui é assim. Sim. Que nem direito. Que nem depois eu mandar, que nem metro de puta. Tá bem. Você só aqui, aqui. Ok. Não tem problema. Então, agora paga como? Pagar é, epa, assim é 600 mil. 600? Sim. Não é muito? Será agora? Estreito. Muito. Que nem. Vai, mais. Tại vì ở đất này là nó cong, cong ở xuống dưới kia là nó cong ở phía trên ở phía trước nó cao nha mọi người. Nó ở phía sau là thấp nha mọi người. Để mình cho chú. Dạ. Đấy, mình bày nói với các anh thợ này. Dạ, ele disse que tipo o caboclo através do terreno, né? Ah, okay. É medir mesmo no nível, aí, sim, de direção. E depois vai ver o limite onde vai okay. Dar o nível. É. Caboclo mais ou menos, né? Se bater aqui, okay. É o caboclo. Ah. Depois só assim vai às paredes. Okay. Porque isso tudo vai ser entulhado. Ah, não tem, assim não mesmo. Pronto. Pronto. Yeah. Tem quanto metro? Mestre, estamos 3. Ajudante, quanto? Ajudante também 3. São 6. 6. Não é pouco. Não. Eu quero chegar
2 semana, 3 semana vai acabar, né? Sim. Desde há duas ou três semanas, já, certo. Mas você bây giờ dạ. Đi nuôi em dạ. Hỏi dạ. Xem họ làm móng trước là bao nhiêu tiền để dạ. xem dạ. họ làm có đẹp không dạ. Então, rồi sau này mới cho họ xây dạ dạ chứ sau này ví dụ mình nhận hết từ dưới lên trên đúng không đúng rồi họ xây xấu mình đuổi nào. Đúng rồi nó mất thời gian rồi là thứ nhất là mình xây không được ý đúng không đúng mình rồi. Đổi thợ khác đúng rồi và thì lúc đấy nó khó đuổi và mất thời gian cũng như là tốn tiền đúng rồi. Thì bây giờ hỏi là xem móng trước bao nhiêu tiền? Dạ, à. Dạ. Rồi xem thấy làm được. Dạ. Tại vì anh chưa biết là đội thợ này họ làm thế nào. Đúng rồi. Mà anh cần 3 đội thợ. Đúng rồi, đúng bên rồi. Bên nhà La Tông này. Dạ, dạ. Nhà Đinh Lan. Dạ. Dạ, então, mano, ele quer ver, porque é a primeira vez. Sim, sim. Não, ele não conhece o vosso trabalho que já tem feito. Ok, ok. Sim, então não temos testemunha. Agora, ele quer primeiro, para verificar o vosso trabalho, o caboclo é quanto? Só fazer o caboclo. Quanto é que é? Na medida da planta que você, os mestres já acabaram de ver. Só o caboclo, sim. Tu vai meter aquele betão na cojo? Tem ferro, sim. Cojo, fazer cojo? Betão. Ah. Sim. Ou a viga. A viga geral do caboclo. É, pelo menos 120. Nhiều quá. Muito. 120.000, nhiều. Tại vì là xây móng lên khoảng 3-4 ngày là xong. Sao kì? Em Tông. Cái này bao giờ là 80? 80? Cả bốc? Dạ. Ok. Vài nè? 80 có... Nào, bê mê rù phải gì bê? Sao là quán? 120 quá. 80. Bà xô mùyên tù. Nào, bê mê rù về. Em về... TV phải dây bênh, đó với em cô chứ. Em đã ở từ năm nào, đã contact từ nào. Ok. Internet. Entendi. Sim. 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 Internet. Entendi. Porque agora country uma casa tipo esse de Adobe. Ok. Só vai de 60 ou 70. Sim. Entendi, né? Certo. Sim, é mesmo. Área não sabe, a tamanho coio. Só aquela barraca que nós construímos, às vezes quantas já conhece. Coio, adobe. Aquela me pediram só 18 mil quantas. 18? Sim. Adobe é muito que? É muito peso. Não tem o que? O bloco. Certo. Casa do Manuel. 150 mil só. Ah. Ok. Com medo, mais grande como esse. Tem só atrás. Ah, các bạn cũng biết thôi, mình hát. Theo Việt Nam, người Việt Nam, anh em Việt Nam xây dựng ấy, rất là lâu rồi. Mình biết xây và cũng đập phao chì, lật gạch nén ấy, cũng biết hết. Đấy, mình đi bán hàng về, mình đi qua đây và để coi mấy anh thợ xây như thế nào nha mọi người. Và để cũng như là mình phải hô tô, tuân hô nha mọi người, phụ hô nha mọi người cho các anh thợ này. Đấy. Nhiều khi ấy, mình trả họ rẻ quá thì cũng tội họ. Đúng rồi. Mà trả đắt quá thì nhiều khi tiền nó có giới hạn thôi. Đúng rồi. Mình tiết kiệm được đồng nào ấy, vì sau này nếu mà xây xong còn dư ít hay là dư ít ít nào đấy có thể mua bộ bàn ghế. Đúng rồi. Hay là làm một cái gì đấy nó hợp lý hơn. Thật, đúng rồi. Dạ. Thợ thì mình cũng phải trả giá, nhưng mà cái giá vừa phải. Dạ đúng rồi, qua phải quá tội người ta. Đúng rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu mà đắt quá cũng không được. Cũng được, đúng rồi. Công việc của mình ấy, nó không có nhiều thời gian, không mất nhiều thời gian. Mà nhiều tiền ấy, nó không được. Và rẻ tiền ấy, giá tiền ấy, rẻ nó không được. Phải vừa phải là được rồi. Làm công việc nào là thành công, vừa phải không cần nhiều hay là ít. Vừa phải thôi, tại vì bao nhiêu công việc một nhà thôi là một tiền số một xét số tiền như thế, hay là hai cái nhà cũng liên tiếp tiền nha mọi người, chứ không phải là nổ mô đấy. Quer vender, não precisa subir até aqui,
so đạt vài sì bởi vì vài về mai ao tu nấu cami nhiều buộc viên tìm viên điều tìm em có cái ông nước cần ở nhà rồi em cũng dạ em tên sao mà cái đường là a partir de 40 phân dạ y la a partir de frente tipo 30 a 40 centímetros de altura lá na rua. Então aquela altura aí é onde vão sair com o nível? Até aí. Yeah. Até onde vão bater aí? É isso. Certo. É isso. Já entendi bem. É. Quando cava, amanhã vamos começar, né? Não, amanhã não ainda. Quando? Assim, hoje estou a acabar também uma obra também aí sim, mas já estou a acabar hoje. Amanhã assim, fazer o quê? Assim amanhã vou ter com o quê? Com o dono. Já. Com o bolo. Agora. Feita. Ok. Anhanha. Já. Já. Agora, o coisa, mestre. Assim. Tipo, nesse tal valor, né? Já se falou, né? 80 mil do caboclo. Ah, isso. Bom, já que o mestre está ocupado. Sim. E aqueles nengues aí, é só alinhar o caboclo. E se tem alguns putos, o mestre eles mexam aí. Falam com ele que naquele trabalho, depois tiram uma parte, lhe manda cavar. Ah, porque nós também, é o tempo. Certo. Tá bem. Assim mesmo. Ah, não tem problema. É ordem. Ah, sim. Não tem problema. Assim amanhã mesmo. Certo. Vocês, amanhã se vamos começar já, né? E a marcação? A marcação. Que nhà em sai, hein? Hôm nay xong rồi, đúng không? Đúng rồi. Ngày mai là lấy tiền. Em mặc hiệu. Dạ, dạ. Đấy thôi. Ngày... Đúng rồi. Ngày đúng cuối. Rồi. Đúng rồi. Phải đi ăn. Đúng rồi. Uống. Đúng rồi. Thật. Chỉ có làm. Đấy. Chỉ có làm. Mới có ăn. Đấy. À. Mới có tiền. Không làm mà không có tiền đâu. Đấy. Đúng rồi. Như thế. Em đang... Em đang ở Sina Cô chứ. Cái này nà đô. Para cá vã. Igua esse. Igual mesmo esse. Vậy em nói đi, em nói bảo đi, bây giờ là thống nhất giá làm cái móng trước. Yeah. Tại để xem tay nghề thợ thế nào, tại vì anh Đồng anh chưa biết rõ được thợ là xây tốt hay không ấy. Yeah. Bây giờ nhận nguyên cái nhà nó khác. Yeah. Bây giờ làm trước cái này đi. Để xem nếu mà được thì muốn thêm. Yeah. Bây giờ giá 80 ngàn đã chốt, ngày mai là bắt đầu khởi công. Yeah. Đào móng. Ok. Então aqui o chefe está a dizer que, epa, então primeiro vamos verificar o vosso trabalho no caboclo. Então com esse preço de 80 mil, ele aprovou, tá bom, concordou. Então, se ele aprovar o vosso trabalho, então vamos continuar. Certo, certo. Porque ele não sabe se são bons mestres ou às vezes, yeah. Certo, assim mesmo. Vamos com pirata. Já, né? Já. Então amanhã começar, né? Já. 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 Các bạn nhé, đã xong phần chốt giá nằm móng trước của nhà em Ariano rồi các bạn. Rồi. Đây, mình với này Ninh Đồ. Rồi, vui mừng. Giá. Đấy. Vên mưa để xem làm thế nào nhỉ. Dạ, đúng rồi. Đấy, bây giờ đi sang nhà em La Tông coi. Dạ, dạ, dạ. Xem bên đấy thì móng nó thấp hơn. À, đúng rồi. Dạ. Ok. Các bạn mình rất là vui mừng. Hai chú cháu dạ. Rất là vui mừng cùng mọi người, cùng người Việt Nam. Vâng một các bạn nhé. Vâng. Con đường này thì luôn thì rất vui. Sắp được nha mọi ơi, trời ơi. Đây. Rất xin cảm ơn. Tối có nhà đây nè. Là gọi chú ơi. Đúng rồi. Con gà sang đây uống rượu với chú. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Những cái gì khó khăn hay sao hỏi chú. Dạ đúng rồi. Khó khăn. Hỏi cháu. À. Đúng rồi. Vợ chồng cãi nhau vậy chú ơi, vợ cháu này là. Thì đúng rồi. Cãi cháu thì chú sang xem. Đúng không? Được, được, được. Ở gần vẫn thấy chứ. Đúng rồi, được. Ok, ok. Ngày mai là tí nữa anh đi ra ngoài bên ngoài cửa hàng vật liệu ấy. Dạ. Anh chốt giá luôn. Ok, quá đẳng cấp nha mọi người. Ví dụ bao nhiêu bao xi mình tính thôi. Dạ. Chốt giá bằng ấy cái gì, thời điểm bây giờ ấy. Dạ. Giá nó đang còn rẻ. Dạ đúng rồi. Gần cuối năm cỡ tháng nữa kia sợ đắt. Vật liệu cắt ở nhà em ạ. Ừ. Đúng rồi. Em hoặc nhà bạn cung gắn mà, cung gắn mà. Dạ.
À gần đây là tôi đấy hả? À. Gần thật đấy. Nhà đất công thì không cần phải xây cao đâu. Dạ. Cái này móng chắc cũng cả mét đấy. 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 Nhìn nhau ấy. Nuôi cầm máy quay nhé. Dạ. Hey, yeah, assim tá bom, toda a família, yeah. Mesmo assim, tá bom. Vamos ficar aqui. Yeah. Ok, deixa eu acabar metendo o latão. Ok. Daí, nem dá pra ir. Já. Tudo bom, vem cá. Em cầm cho anh, kéo cho anh ạ. Không, kéo đây để lấy chiều này. Dạ, dạ, à thế à. Cả mét. Móng lên mét không ạ? Tập này vậy nó mới đẹp. Đúng rồi. Tại vì đất thì đẹp, thế đất thì đẹp tại vì đất mặt tiền. Đúng rồi, đúng rồi. Thật. Nhưng mà mình phải xây nhà nó cao lên một tí. Thật. À, đây là đội thợ của khi lại xây ấy, khi lại xây ấy, đúng rồi, xây hai tường gần nhau ấy. Dạ. Yeah. Hai tường gần mét nhau. Mét lên đi. Dạ. Dạ, mét. Dạ. Ok, lo chào các bạn, mình tên Bạch Quả. Đây, đội này là xây nhà Văn Quang hả? Dạ. Là Văn Xoa đúng không? Dạ. Thì khỏi phải nói rồi, đội này thì tin tưởng. Đội kia mới. Đúng rồi, dạ. Ok. Nên đi đâu vậy, cô chú? Đây. Eu quero construir assim. Construir dessa maneira. Cái này cumprir o 14. Grande é 6. 6. Cái này 4 é 4 metros. 3,500. 3,500. Ah, 4,500. Mas assim, 4,4. Já entendi. Entendi. Sala. Dois. Dois quatro. Uma cozinha. Uma cozinha. Uma boa planta. Ok. Essa aqui é a pequena varanda. Ah, que nem cojo. Corredor. Que nem a country é tipo Vietnam. Que nem fora isso. Que nem cojo sapa. Que nem tamanho sapa. Sim. Varanda. Que nem cojo a parede chegar até ele. Até ali. Yeah. Tá bom. Entende bem? Que nem fora. Que nem vi. Tipo você ficar aqui, você me vê assim. Ah, vai dar as costas nesse lado. Começar aqui. Está aqui. Ah. Tá bom. Não, você não entende. Começar aqui, né? Sim. Mais 6 metros. Okay. Até 14. Ali 14. Ah. Entendeu bem? Entendi. Depois a gente tem aqui. A porta fica aqui nesse lado. A porta fica aqui. Ah, a porta bota aí. O corredor. Sim. Ah. E corredor assim. É dar 4 aí. Aí. Vai bây giờ để cho mình tipo olha, se olhar desse lado, né? Já porque o vento vem. Các bạn thợ hiểu. Certo. Tipo começar aqui, né? Sim. Aqui. Mais. 6, né? Cái này tamanho da sala, đây phòng khách đây. Dạ anh tên đi. Ok. Dạ. Menos 2 metros para cojo, entra. Varanda. Ah. O corredor. Um quarto aí. Né? Sim. Mais um aqui, são dois. Dois. Ah. Chega até aqui, cozinha. Certo. Ah. Muito bom. Não, tá tudo bom. Fica dentro. Sim, tudo entendeu? Fica dentro. Certo. Sim. Menos a casa de banho. Fora. Casa certo. De banho depois. Certo. A casa de banho fora. Certo. Então, que nem bom preço. Já entende bem com o bom preço agora. Preço. Tinha 50, né? 50 dinheiro nesse tempo.
Ê cô mù. Eu vejo na bem depois que. Tá vivendo? É eu. Na cofia. Eu trabalhei lá esse trabalho. Ah. Minha pastora de. Không đẹp mấy. Até lá 550. Chào loa. Também fala um mundo. Chào loa ouve. Assim sempre chào loa. Any baga, any dono. Ah, não tá vendo aí o coisa na barriga? Na barriga. Tá vendo aí, fulano? Patrão. Amigo. Já. Então, vamos baixar bocado. Baixar muito, baixar bocado, fazer o quê? Baixar 400. Tá bom. 400. Tudo. Meter chapa, mosaico. Meter chapa, mosaico. O acabamento mesmo, todo o acabamento, nas pinturas e tudo. Não. Porque menos, menos contar com a porta, porque a porta tem o serralheiro, o tio ali, serralheiro, não é isso? Então ele que coloca. Então, no acabamento, menos as portas e janelas. A cobertura. Certo. O revestimento. Sim. A instalação eu sei, mas a instalação assim já é outro preço. Ok. Então com a instalação. Instalação de luz. Ah, de luz. Ah, sabe, né? Ocho. Sabe, assim tá bom. É como. Patrão, sempre grande, né? Diminui mais bocado. Diminui mais bocado? Vida dele é sofrer. Você sabe, ele vai um lugar com ele. Construir, robocar, pintar. Então não tem marca, 400, fica bonito. Mas você tragar coisa, você pode devolver. Entendeu? Entendeu? Certo. Tipo, parede toto. Ou é assim, ou às vezes o mosaico, né? As peças de mosaico. Veja, tá, pé. Mas, epa, mestre. Um ou dois não tem problema. Você gasta uma caixa, você paga. Mestre, gastar uma caixa a partir? Mas não sabe. Não sei. Primeiro falar. Certo. Primeiro falar, depois não comunicar. Certo. Certo. Bati um ou dois, não tem problema. Né? Até uma caixa, tem problema. Não, uma caixa. Ah, 10 mil. Essa é muito. 10 mil. Porque uma caixa. Demuta. 10 mil, 9 mil. Certo. Se for essa de 60 por 60. Eu bati, não tem problema. Você bati, tem problema de ti. Ok? Mestre, fazer toa. Não cuida bem. Não, você não tem problema, que nem o ajudante. Depende. Você mandar, nem mandar, nem vai. Partir? Acho que não tá bom. Não sei você fazer o que com ele, mas você bate até coisa. Até uma casa. Multa é 10 mil. Não tem problema. Certo. Vâng, mình nói trước các bạn. Bây giờ là căn nhà của em La Tông này, đúng không? Đúng rồi. Tiền công thợ là 400 ngàn. Dạ, đúng rồi. 400k, đúng rồi. Là đến hoàn tất. Dạ. Trừ nắp cửa thôi. Đúng sơn, rồi. Sơn ấy là sơn các kiểu lát gạch. Nói chung là từ A đến Z. Đúng rồi. Nhưng mà có qua phải con lại, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà nằm vỡ gạch, là anh phải đền 1-2 viên. Thì anh em du di không sao. Mà đến một thùng gạch ấy. Nó phát triển ấy, hay là. Đúng rồi. Tại vì ấy, mình chỉ muốn là mọi người làm việc tốt hơn, cẩn thận hơn thôi các bạn. Chứ bây giờ mà trừ ví dụ 10.000 cũng chẳng. Đúng rồi. Là bây giờ 10.000 chả mua được cái gì. Đúng rồi. Nhưng mà cũng như là vật liệu bên này cũng đắt lắm. Đúng rồi. Em cũng cuida bem.
nào bố để oh cái này để otro bố để bát tiêu bố để cô chú nào đó internet anh đang làm nhà lc na cô chú cả mà anh ta ocupado fui lá na noja essa hora começar pesado vai na pego na mesmo bom preço quero tudo coisa uma vez paga tipo depois que matéria está subindo. Sim, sim. Entendeu, né? Sim. Matéria está subindo. Está subindo cada agora, dia mais. Tipo, pergunta, vamos ver se hoje eu quero assim. Tipo, 500 sacos de coisa. De cimento. Tipo, 3 casas, 500, 600. Ah, para assim, você me dá o que nem, vamos ver se assim. Tá bom, não subi mais, não passa mais, sim. Assim. Sim. Que nem varão, topo, samba. Tudo coisa uma vez. Sim, uma boa uma fatura passada e depois carimbar. Depois não pude subir, não pude passar. Certo, porque já está faturado. Já está pago. Porque carimba. Eu sei, é, que no mês passado, certo. Cimento é mais barato. Sim. Agora está subindo. Sim. Vamos embora na Chorjana, né, cara? Chorjana, Bacanha, Tien Vendeu. Ví dụ, mình đặt trước, là 6 giá ba xi, với bao nhiêu thùng gạch, bao nhiêu cây sắt. Tất cả là mình chốt một giá một luôn, không lên không xuống luôn các bạn. Như vậy là nó chắc ăn làm yên tâm làm đúng không? Đúng rồi. Còn dạ. cát với đất thì cái đấy thì không quan trọng, tại vì một xe cát thì nó cũng không có đáng bao nhiêu, quan trọng nhất là sắt thép với này xi măng này. Đúng rồi. Dạ. Tôn này. Dạ. Gạch. Dạ gạch này. Đấy. Cho nên mình chốt giá trước đi. Các bạn nhá, bây giờ là công việc là đi tìm thợ đã xong rồi, ngày mai là bắt đầu khởi công đúng không? Thứ nhất là cảm ơn Quang Linh đã thay mặt Quang Dũng là đứng ra nhận hỗ trợ của chị Tú ở bên Mỹ ấy. America đấy. Là giúp hai em. Đấy. Thứ hai ấy là cảm ơn chị Tú đã thương đến hai em. Ba em, xin lỗi, xin lỗi các bạn nha. Ba em là đi lác nữa, đi lác đang ở trên nhà, cũng đang chờ mình lên để chốt giá, nhưng mình sẽ không quay, mình quay ở đây thôi các bạn. Rồi thì mình sẽ chạy ra ngoài cửa hàng, ngoài cửa hàng ấy, rồi, để chốt giá, sợ dạ. Giờ họ đóng cửa này. Dạ đúng rồi. Dạ. Đấy, dạ. Ngày mai hai em, một em ở đây, một em ở đây. Dạ, dạ. Coi sẽ chờ trông thợ làm. Dạ. Ngày mai là đào đó. Đúng rồi. Rồi em nói cảm ơn chị Tú đi. Chị Tú. Em rất là vui mừng, rất là xin cảm ơn chị Tú và chủ Linh và tất cả người ở bên ở Việt Nam. Rất là vui mừng, rất là xin cảm ơn. Chúc chị Tú và gia đình mạnh khỏe nha. Đúng rồi, xin vui mừng, vui mừng tại vì chị được hỗ trợ ba anh em. Hỗ trợ đấy, mất nhiều tiền. Hỗ trợ ba anh em mà xây nhà, đúng rồi, tốn nhiều tiền lắm. Đúng rồi, tại thương các em này, thứ nhất là đang ở nhà thuê này. Dạ. Đúng rồi, đi làm bây giờ ấy, để thay vì để cảm ơn thì em cố gắng làm việc. Dạ. Đấy. Dạ. Để sau này chị có giúp em thì chị không thấy tiếc. Dạ. Tại vì khi mà giúp cái người mà ăn với ngồi chơi ấy, họ, mà họ thấy không thích thế. Đúng rồi. Được. Giúp cái người siêng làm, nhá, anh La Tông, số ajuda pessoa que no trabalho, não ajuda pessoa senta, entendeu? Então, na ajuda três pessoas, três coju, ele gasta muito dinheiro, três casas, três apartamentos. Então, Angola ninguém te ajuda assim. Sim. Entendeu? Sim. Até o governo também. Não vou de construir uma casa para ti. Amém. Nunca. Sim. Né? Sim. Verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, cảm ơn. Ok, ok. Ba anh em, rất là vui mừng. Cùng chị Tu, hỗ trợ ba anh em. Rất là vui mừng, rất là tốn tiền nhiều lắm. Nhưng mà chưa suy nghĩ, chưa biết bây giờ là có chuẩn bị là có nhà blog nhà mọi người, rất là vui mừng. Đúng rồi. Xin cảm ơn. Đúng rồi, cái gì luôn chắc trong quả tim rất là vui. Rất là vui mừng. Đúng rồi. Đúng rồi. Okay, đúng rồi. Các bạn nhá, mình không biết nói gì hơn là cảm ơn Quang Linh đó
đã tin tưởng nhau công việc cho mình giám sát ở đây, thực hiện 3 căn nhà của để xây giám sát, xây 3 căn nhà cho ba em đây. Đúng rồi. Thứ hai là mình xin gửi đến chị Tú sống ở Mỹ này, cảm ơn thay mặt ba anh em, cảm ơn chị. Chúc chị gia đình, chị và gia đình sức khỏe dồi dào và công việc thuận lợi nhé chị. Các bạn nhá, mình đến cửa hàng lớn nhất ở thị trấn này các bạn. Cái cửa hàng này thì uy tín rồi, tại vì em đông bao lù với đây các bạn, ba ca là hay lấy vật liệu ở đây các bạn, cho nên là mình sẽ lấy ở đây. Dạ dạ. Mang đồ bao ta đi. Không rồi. Dạ. Tay mềm. Chef Grant. Ôi mần. Obrigado. Obrigado. Eu quero các bạn nhé. Con nhé, bom preço de anh em chúng ta vào cement bao ta hàng ngày bằng vật liệu. Bao ta. Vamos de conversar aqui, tá bom? Các bạn nhé, ở trong quả hang này có tất cả vật liệu và vật dụng xây nhà. Đây là gác, bếp, đây là bếp các bạn ạ. Tất cả đồ vật dụng trong nhà ấy, ở đây có cả luôn. Sapa 6 mét. 6 mét. Quanta chapa? 60. Le cada chapa vai pagar 15. 15. Na do menino do cara, hein? 15, mas eu vou te fazer 14.500. 14. 14, né? Problema, não tem problema. Já? Já você quer ver aí? Depois hoje, né? Depois vamos passar uma foto. Já. Mình muốn giống như là chốt giá rồi các bạn. Khi nào cần thì sẽ cho Adriano hay là ai ra đấy. Vâng. Dạ dạ. Rồi sau này là mình sẽ khi có tiền xuống là mình sẽ đẩy hết vào. Vâng. Khi nào lấy cái gì ra là trừ ra thôi. Vâng. Thầy dễ. Dạ. Sợ mai mốt nó lên giá mỗi cái thứ một ít. Dạ dạ. Nó tốn thêm nhiều tiền lắm. Vâng. Đúng rồi. Các bạn nhé, bên này là Angola, vật liệu đắt lắm. Đắt lắm các bạn ạ. Dạ. Đến đi. Depois eu vai com um caderno. Você um caderno. Quando tirar coisa. Você quer. Você um. Mình sẽ sau này mình sẽ đưa hai cuốn sổ, một cuốn sổ là anh giữ, một cuốn sổ mình giữ các bạn. Những lấy ra những cái thứ gì là ghi vào. Dạ, ghi dạ. Hai cuốn sổ sau này đối chiếu dễ. Vâng, dạ dạ. Anh Đông, obrigado, mano. Đã bôi cô. Em đây cô. Các bạn nhá, việc chốt trước thì vẫn hơn đấy. Tại vì mình sợ vật tư nữa. Vâng. Một thời gian nữa vật liệu xây dựng có lên giá. Cho nên là chốt trước đi. Dạ. Chờ khi mà Quang Ninh nhé, đưa tiền cho mình là sẽ ra mình nhà. Và mình bây giờ là đang hỗ trợ Quang Dũng là làm nhé các bạn, chứ không phải là nhiều người cứ nghĩ này nghĩ kia không hay. Tại vì khi mình giúp ai thì mình nhớ mình là giúp hết mình. Xưa bạn nhân vậy, bạn nhân về Việt Nam vậy, mình đã có nhận lời là giúp bạn ấy là mình sẽ giúp hết mình các bạn. Bây giờ đến lượt là em Quang Dũng là... Trời ơi, quá hơi bận đấy, cho nên là mình mà thay mặt em đấy làm đấy. Khi nào em ấy về thì em sẽ đứng canh các bạn. Nhiều khi mình cũng nói là nhiều khi các bạn hiểu lầm gì kia, kênh này vẫn là kênh của Quang Dũng các bạn, và mình tham gia với vai trò là hỗ trợ thì lúc em ấy đi vắng. Vâng, thưa các bạn, hôm nay video anh em mình xin tạm dừng tại đây. Một video là cũng nói về ngoài lề thôi, trong cái đoạn giai đoạn mà đi tìm thợ với này à, muốn thông báo cho các bạn biết ấy, là công trình khi nào khởi công ấy, là chắc ngày mai là thợ sẽ bắt đầu đào móng rồi. Đúng rồi. Dạ. Thì các bạn thấy thích video này cho anh em mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh Quang Dũng Vlog Cuộc Sống Châu Phi nhá, để có anh em mình có thêm động lực ra nhiều video hay và ý nghĩa hơn nữa các bạn. Chúc mừng phát cho các bạn nhé. Chào các bạn. Ok. Muito obrigado. Aleluia. Yeah. Muito bom assim. Não, anh em mà tống tiền mà gần nhau ấy.
nó tốt hơn ấy. Có vấn đề gì gọi nhau.